Hôm nay thì mình sẽ nói về chủ đề 3P thì là third party ấy. Thì cái chủ đề này nó khá là nhạy cảm và nó cũng khá là gây tranh cãi, cho nên là mình sẽ viết cái vấn đề này ở trong nhóm, cho nên là ai muốn biết về third party thì mọi người vào trong nhóm. Rồi khi nào mà mình viết bài thì mọi người vào và đọc nhé, chứ mình không làm video đâu bởi vì nó gây tranh cãi lắm. Ok, cảm ơn mọi người.